hiệp 1 trận đấu giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã bắt đầu. Pha chuyền bóng lỗi là của Huỳnh Tiến Sinh. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu. Đó là cú đá của tiền đạo cắm Supachai. Pha tranh chấp hợp lý, vừa can thiệp là Triệu Văn Hưng. À, Đức Trinh. Hạ bóng vào ngực khá hay nhưng đáng tiếc là cú đá nối sau đó bằng chân phải của Đức Trinh lại không có được điểm tiếp xúc tốt nhất. Nhịp chơi nhanh là điều mà U23 Việt Nam đang có được, nhưng độ chuẩn xác trong tốc độ cao là điều mà chúng ta chưa thể đồng bộ. Chuyền bóng Hà Đức Trinh, dứt điểm. Wow! Tỷ số được mở cho U23 Việt Nam. Một pha dâng lên chuyền bóng rất hay của Đăng Văn Hậu và chúng ta đã có bàn thắng. Đường chuyền của Đăng Văn Hậu thực sự là rất hợp lý. Nhưng điều đáng nói hơn nữa là tình huống dứt điểm một chạm cực kỳ chuẩn xác bằng chân trái của Hà Đức Trinh. Đôi lúc vẫn bị cấn cá trong tâm lý dứt điểm. Pha ghi bàn thứ hai của Đức Trinh ở giải đấu lần này, bàn thắng rất quan trọng. Cú đá vào giữa hai chân của thủ môn Quang Nam. Pha chơi bóng có thể nói là xuất sắc của U23 Việt Nam, không chỉ ở đường chuyền của Đoàn Văn Hậu, cú dứt điểm của Hà Đức Trinh. Tôi muốn nói đến những tình huống di chuyển không bóng của Quang Hải và cả Hoàng Đức nữa. Quang Hải. Vẫn là Quang Hải đột phá. Chuyền ngược lên, chân trái. Đó là Hoàng Đức. Pha đi bóng và chuyền bóng vừa rồi đúng nhãn hiệu của Nguyễn Quang Hải. Và còn đẹp hơn nữa khi pha xử lý ở trong là một cú bắt vô lề bằng chân trái đúng chân thuận của Nguyễn Hoàng Đức. Chúng ta xem lại pha đi bóng một đoạn khá dài của Quang Hải. Tình huống gợi nhớ đến pha phối hợp giữa Quang Hải và anh Đức ở chung kết lượt về AFF Cup vào tháng 12 năm ngoái. Cũng là một động tác xoay người lườn quá dẻo và cũng là một pha đá nối bằng chân trái giống như anh Đức. Của Quang Sơ luôn là rất mới lạ. Cả chuỗi những gì đã có trong năm 2018 cho đến lúc này vẫn tiếp tục một lần nữa được phát huy. Một tình huống ngẫu nhiên, Tấn Sinh lùi về va vào đối phương. Vâng, và thẻ đỏ dành cho Supachai. Một pha va chạm khiến cho cầu thủ áo đỏ rất đau, xuất phát từ bước lùi của Tấn Sinh, và chúng ta có lẽ cần phải có một góc quay chậm để hiểu thêm những gì đã xảy ra. Đây, chúng ta cùng xem một lần nữa. Đúng là Tấn Sinh có những bước lùi làm cho Supachai lỡ đà. Nhưng anh chàng này cũng đã ức chế từ hiệp 1 rồi. Và có một động tác như là vùng nắm đấm vào cầu thủ Việt Nam. Quang Hải đang đứng ở một vị trí thuận lợi từ tuyến 2. Nhưng Thái Quý vẫn thực hiện đường chuyền vào trong. Dứt điểm! 3-0 rồi! Vâng, phút thứ 63 và đã là 3-0 cho cầu thủ Việt Nam. Không loại trừ khả năng đây sẽ là chiến thắng đậm nhất của đội Việt Nam trước Thái Lan nhiều năm qua ở các cấp đội tuyển. Thành Trung đã có đủ thời gian để ngắm nghía và dứt điểm vào một vị trí mà thủ môn không thể bắt nổi. Bàn thắng thứ hai của trung vệ Thành Trung ở vòng loại. Đấy, khoác áo tuyển Thái Lan nghĩ gì? Mọi chuyện đã thay đổi rất nhanh và chúng tôi đang mong chờ bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0. Bình tĩnh. Quang Hải. Rất tiếc là chưa có bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0. Danh Trung đã để lỡ và Quang Hải có một pha dứt điểm đúng tầm chân. Xác lập một kỷ lục thắng Thái Lan. Đối thủ lớn nhất của U23 Việt Nam, nhưng chúng ta sẽ tự tin hơn rất nhiều khi bước vào các cuộc chơi. Ôi! Vẫn còn Quang Hải. Chân trái. Tiếp tục dứt điểm. Vẫn không được.
đường chuyền ngược lên của Hồ Tấn Tài. Việt Hưng dứt điểm chân trái không phải là chân thuận. Vẫn là Việt Hưng gảy gót. Và chuyền bóng ngẫu hứng của Quang Hải. Thanh Thịnh trả nước, đập lông. Quá ngoạn mục. Tỷ số là 4-0 cho U23 Việt Nam. Pha bóng có sữa mặt của hai cầu thủ vào sân hai người. Đây là giải đấu mà những pha đi bóng xuống góc trái sau đó đưa ngược lên là vũ khí rất đáng chú ý của U23 Việt Nam. Thanh Thịnh, Thanh Sơn đã có cú đặt lòng cực kỳ chuẩn mực. Và trước đó không thể không nhắc đến pha bóng rất nghệ thuật của Quang Hải. Có thể hiểu được sơ đồ chiến thuật không chính xác của số 1 ở vị trí tiền đạo cắm. Như vậy là trận đấu giữa hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam trong khuôn khổ King's Cup 2019 đã bắt đầu. Không việt vị, hết sức nguy hiểm. Pha bóng tưởng rằng đơn độc của Subhasai, khống chế Subhasai đã có được cú đá có thể nói là hóc hiểm, khiến cho Đặng Văn Lâm phải bó tay, nhưng cột dọc đã cứu thua cho đội tuyển Việt Nam. Rất nguy hiểm. Cú đá là của Thitipan. Đây là pha bóng mà không thật sự dứt khoát của Trọng Hoàng. Trước đó là nỗ lực tranh bóng bổng của Duy Mạnh. Thitipan đã thực hiện cú vắt bóng bằng chân phải có thể nói là rất kỹ thuật. Tiếp bóng nhanh. Cú đá là đương kim vô địch Buriam Chutit, đội chủ sân Chagaya hiện nay đang xếp thứ hai tại Thái Lịch sau cả Thái Lan. Văn Toàn đột phá, dứt điểm. Cú đá không thật sự đầy đủ lực của Văn Toàn. Người đã phá bóng trong tình huống vừa rồi trước tầm tay của thủ môn Cao Huyên là hậu vệ Suphan. Văn Toàn đang rất sung sức, khả năng gây đột biến rất cao. Khá nguy hiểm. Sóng gió đã tạm thời trôi qua. Như vậy là lưới của Đặng Văn Lâm đã rung lên. Có lỗi rồi. Trọng tài người Nhật Bản Ida Junpei đã quan sát và bắt lỗi cầu thủ Thái Lan. Như một lần nữa tình huống quyết định lại khiến cho khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm chao đảo. Đây là pha bóng 2 trong 1 mà người ta vẫn thường thấy ở các cầu thủ chạy cánh có khả năng xử lý bóng xoáy. Bóng thường hướng tới phía cột xa và nó luôn khiến cho các thủ môn ở một tình thế cực kỳ khó xử. Đặng Văn Lâm trong tình huống này cũng vậy. Rất may là trong pha tranh chấm trước đó một cầu thủ của đội. Và nói một cách tận cùng thì nếu như Thái Lan họ có đá tốt và chúng ta có một bộ đôi so kè thì cũng hay. Câu trả lời của Hoàng Công đó chính là Công Phượng. Rất đáng khen cho pha tấn công vừa rồi của đội tuyển Việt Nam, trong đó có cú dứt điểm cuối cùng là của Công Phượng. Trước khi Công Phượng nhận bóng thì Quang Hải đã nhấc chân tạo ra một tình huống rất sáng sủa. Khoảng trống, sút bóng, không vào. Cú đá của Quang Hải, bây giờ chúng ta mới thấy Quang Hải lên tiếng. Bóng đi trên cột dọc trong gang tấc. Quang Hải giành chân. Một pha dứt điểm khó, tuy nhiên Quang Hải cũng đã khá nhiều lần thành công ở kiểu dứt điểm này.
tất cả chúng ta đều tiếc nuối với pha chạm bóng vừa rồi của Quang Hải. Một tình huống cố định và đội tuyển Việt Nam liệu có chắc chịu được cơ hội này không? Quả đá phạt của Xuân Trường. Đánh nhau! Bàn thắng của Anh Đức. Không còn thời gian nữa rồi các bạn ạ, không còn thời gian nữa rồi. Thắng lợi đã thuộc về Việt Nam rồi. Câu trả lời của ông Park Seo với những sự mạo hiểm của ông, mạo hiểm nhưng có lý và rất sáng tạo. Một lần nữa chúng ta ngả mũ trước ông thầy Park Seo, những thử nghiệm tuyệt vời. Bây giờ thì anh Đức đã bị chuột rút thật rồi, nhưng đó là cái giá phải trả sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của cầu thủ lớn tuổi nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Cao Huyên đã chơi có thể nói là rất lung túng, anh bị bất ngờ trước tình huống dứt điểm của anh Đức. Cú đẩy bóng của Cao Huyên phải nói là hơi thiếu may mắn khi nó không đi qua xà ngang mà lại cuộn vào trong. Ông Park Hang-seo đã thất vọng nhưng rồi là bùng nổ vui sướng sau đó. Liệu đây có phải là lời khẳng định của ông vua bóng đá Đông Nam Á hay không? Đội tuyển Thái Lan đã có nhiều cố gắng, rất nhiều nỗ lực trong trận đấu này nhưng họ không thể đánh bại đội tuyển Việt Nam. Và bằng một cách tiếp cận khôn ngoan nhất, hợp lý nhất, đội tuyển Việt Nam đã có được kết quả thuận lợi cho đến lúc này khi mà thời gian còn lại quá ít và tiếng còi mãn cuộc.